Thưa quý khán giả và các đồng chí, tại Nghệ An vào thời điểm này thì lượng mưa trên địa bàn đã giảm dần, nhiều khu vực nước đã bắt đầu rút. Với phương châm nước rút đến đâu, khắc phục đến đó, ngày hôm nay quân khu 4 đã tăng cường lực lượng từ các đơn vị để phối hợp với cán bộ, chiến sĩ, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An, Ban Chỉ huy quân sự các huyện thị, lực lượng dân quân tự vệ phối hợp với địa phương dồn sức giúp dân khắc phục nhanh hậu quả sau mưa lũ. Tôi đang có mặt tại xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu. Nhiều ngày qua, lượng mưa trên địa bàn huyện vẫn đang ở mức rất cao, khiến cho nhiều hộ gia đình gặp phải tình trạng bị cô lập, chia cắt. Việc sinh hoạt của người dân gặp vô vàn khó khăn. Sau nhiều ngày bị cô lập hoàn toàn, cuộc sống các hộ dân xã Quỳnh Hồng đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng do thiếu điện sinh hoạt, giao thông khó khăn, việc sản xuất ngưng trệ và trẻ em chưa rõ ngày nào được quay lại trường học. Trong cái lúc lũ lụt này thì là đường đi lại ở phía lối trong này, nhất là lối trong này rất xu, rất khó khăn, cho nên có bộ đội này, chính quyền hỗ trợ giúp đỡ những cái khó khăn trong cái lúc này là rất là quan trọng, cho nên là cũng cảm ơn chính quyền và bộ đội. Còn tại nhà ông Trần Xuân Cường, xã Thanh Mỹ, huyện Thanh Chương, sau khi nước rút, căn nhà ngập trong bùn non, cả gia đình phân công nhau lau chùi đồ đạc, gắn máy bơm dã chiến cỡ lớn để xịt rửa toàn bộ khuôn viên. Năm nay thì nước lũ nó vào rất nhanh. Và trong nhà tôi thì cao độ khoảng nó lụt khoảng 1,3 m. Sau khi cơn lũ rút thì được lực lượng chức năng cùng với chính quyền địa phương đến hỗ trợ lau chùi, giúp gia đình là dọn dẹp, rửa rãy nó sạch sẽ. Gần 500 cán bộ chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, Ban Chỉ huy Quân sự huyện và Sư đoàn 324 Quân khu 4 cùng các lực lượng khác đã tích cực hỗ trợ người dân huyện Thanh Chương thu dọn vệ sinh môi trường, xử lý bùn đất tại các không gian chung và một số tuyến đường. Xác định phòng chống lụt bão và khắc phục hậu quả thiên tai là nhiệm vụ chiến đấu của quân đội Đông Thái Bình, và giúp đỡ nhân dân là mệnh lệnh từ trái tim của mỗi cán bộ chiến sĩ sư đoàn. Nên từ tối ngày hôm qua, khi nhận được lệnh cơ động lực lượng giúp đỡ nhân dân huyện Thanh Chương khắc phục hậu quả của bão lụt, chúng tôi cũng vô cùng xúc động và chia sẻ về sự mất mát và những khó khăn mà bà con đã trải qua trong đợt bão lũ vừa qua. Lực lượng quân y cũng đã điều động đến trực tiếp thăm khám, cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân, các đối tượng chính sách, neo đơn, người già, khuyến cáo các biện pháp phòng dịch sau lũ, tổ chức phun khử khuẩn, đảm bảo an toàn sức khỏe cho nhân dân. Khi lũ rút thì thường diễn biến dịch bệnh rất phức tạp, đặc biệt là các bệnh theo mùa và theo môi trường nó bay vào là lây nhiễm rất nhanh, và bệnh đau mắt thì chúng tôi phải tiêu độc khử trùng và tuyên truyền bà con các cái cách phòng chống dịch bệnh theo cái sau lũ lụt. Tính đến thời điểm này, vẫn còn gần 7.000 hộ dân trên toàn tỉnh Nghệ An bị ngập trong mưa lũ. Nhiều gia đình đã cạn kiệt nguồn lương thực dự trữ và nước uống. Quyết tâm không để người dân bị đói, bị khát, các lực lượng đã nỗ lực tối đa để trao tận tay nhu yếu phẩm cần thiết cho nhân dân. Sau khi nước rút đến đâu đây thì lực lượng vũ trang cùng với bà con nhân dân này tiến hành tổng dọn vệ sinh, khơi thông cống rãnh, rồi là tiến hành sắp xếp tài sản lại, ổn định đời sống của bà con nhân dân, phun trùng khử độc, rồi tiến hành sẵn sàng là cấp thuốc phát để điều trị cho bà con nhân dân ở trên địa bàn vùng lụt xảy ra. Theo ghi nhận, nước lũ trên các địa bàn tỉnh Nghệ An đang rút nhưng chậm. Lực lượng vũ trang tỉnh vẫn đang theo dõi sát tình hình mưa lũ để kịp thời huy động lực lượng giúp chính quyền địa phương và nhân dân ứng phó kịp thời.